Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em về ba cây quạt gây xa của Nhật. Những cây quạt này thì nó nhỏ thôi, nó không có lớn. Nó dùng cho các gây xa, dùng để trang trí. Với tổng chiều dài của thanh nan là 22 cm. Mình muốn giao lưu với anh em là ba cây quạt này với giá là 200.000 cộng phí vận chuyển 3 cây. Anh em cùng xem qua ha. Đây là những cây quạt của những gây xa của Nhật. Nó nhỏ thôi, nó không có lớn, nó dùng cho phụ nữ. Anh em treo về đề co cũng rất là đẹp. Hàng này còn mới chưa sử dụng nha anh em, mình có 3 cây. Đó, đây là những cây quạt của gây xa. Còn mới chưa sử dụng luôn, mới toanh luôn. Mình muốn giao lưu với anh em là 200.000 là ba cây quạt gây xa này. Quạt cũng khá là mát ha, nhưng cái này anh em để treo decor trong tủ cũng rất là đẹp nè. Nó còn mới nguyên luôn nha anh em, không có bị gãy nang hay rách màng gì hết. Còn mới nguyên cho anh em. Anh em treo tủ hay treo tường cũng đều được nha, rất đẹp nha, trang trí rất là đẹp. Mình xin nhắc lại là mình muốn giao lưu với anh em là 200.000 là ba cây quạt gây xa này. Đó, tiền ship là anh em tự chịu, bên mình không có bao ship, còn mới 100%. Đó, những cây này còn mới, không có bị gãy nang hay là rách bìa giấy gì của nó hết. Anh em về treo decor rất là đẹp, chụp hình chụp ảnh hay là treo tường treo tủ rất là ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.